Xin chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Luột Máy Cưa. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11, cửa hàng chúng em xin lên sóng cho anh em một lô máy cưa xích đến từ hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Và đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ B. Đấy, B1 cho tới B12. Hôm nay là gồm có 12 con máy cưa xích anh em nha, đến từ hàng Nhật bãi, nên là anh em hoàn toàn có nhiều sự lựa chọn trong video ngày hôm nay. Và hôm video ngày hôm nay thì có rất là nhiều các thương hiệu như kiểu là Husqvarna 135 này, chuyên để sử dụng khai thác tầm trung anh em nhé. Estin hàng của Đức, Estin 020, Estin 180, Echo Kyoris V3007, V3501 này, và Makita này, Tananka này, Echo này, Hitachi này, Tananka tay cụt này, Echo tay dài, hàng giá cực kỳ rẻ cho anh em. Và hôm nay thì có một con máy hàng B1 thanh lý cho anh em nha. Con này thì nó là hàng máy mới, giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn, 1.650.000. Và giá này thì đã bao gồm cho anh em đầy đủ phí vận chuyển và bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng. Đấy, tặng kèm đầy đủ đồ nghề, lam xích đầy đủ. Con này thì công suất cực kỳ lớn để cho anh em về chuyển sử dụng chuyên để khai thác chuyên nghiệp anh em nhé. Con này thì công suất lớn lắm, 52cc lần cơ. Đấy. Và nếu mà anh em mà có muốn đặt hàng nhé, anh xem trong video ngày hôm nay anh em ưng con nào thì có thể nhấc máy ngay lên và liên hệ cho cửa hàng chúng em 0354392929. Số đó thì cửa hàng chúng em mới có sử dụng Zalo luôn, và số điện thoại thì em đã để sẵn ở dưới màn hình anh em nhé. Anh em chỉ cần nhấc máy điện thoại lên gọi trực tiếp vào cửa hàng chúng em. Anh em chỉ cần để lại thông tin, địa chỉ, số điện thoại và báo cho em anh muốn chốt con B1 chẳng hạn hoặc là con B2 chẳng hạn, và em sẽ biết anh em chốt con nào và đóng hàng gửi đi cho anh em. Hình thức đặt hàng thì cực kỳ đơn giản, cửa hàng chúng em thì không cần cọc cạch trước gì cả. Anh em chỉ cần để lại địa chỉ này, số điện thoại và tên, em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em đến tận nhà cho anh em luôn. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, máy móc đúng trên video, anh em nhận hàng, thanh toán, không cần phải mất bất kỳ chi phí phát sinh gì cho anh em nhé. Báo giá trong video ngày hôm nay thì em sẽ báo giá công khai cho anh em, nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ có báo giá này, có test nổ này, có nói rõ thông số kỹ thuật và độ dài lam xích bao nhiêu để cho anh em phù hợp với anh em sử dụng gia đình, công suất nó như thế nào anh em nhé. Rồi, con đầu tiên là con B1 đây. Đi đầu video em đã nói, con này thì với cái giá cực kỳ yêu thương, chỉ 1.650.000 thì đã đầy đủ cho anh em về sử dụng gia đình cũng được, hoặc là anh em nào mà muốn kinh phí hạn hẹp mà cần một chiếc máy cưa để cần đi kiếm cơm, gọi như là đi xài chuyên nghiệp, đi cần kiếm cơm đấy ạ, mà giá vừa phải. Đấy, thì có con này thì để cho anh em rất là phù hợp cho anh em về sử dụng anh em nhé. Con này thì lam của nó lên đến 55cm và phần mặt cắt nó là 50cm. Xích sử dụng nó là xài xích đại luôn anh em nhá. Xích này thì bán cực kỳ thông dụng luôn rồi, anh em không cần phải lăn tăn. Tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em. Đấy, đây, hai ốc chân lam. Và hiện tại ngoài thị trường thì con này đang bán với giá phải trên 2 triệu đồng. Nhưng mà lên sóng video thì em bán với cái giá rẻ để cho anh em dễ dàng tiếp cận thôi. 1.650.000 với cái giá này thì đã bao gồm cho anh em đầy đủ này, bộ đồ nghề của nó này, lam xích đầy đủ theo máy nha, bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng và miễn phí vận chuyển cho anh em nữa, nên là anh em hoàn toàn yên tâm nhá. Đó, với khi anh em nhận được hàng thì em sẽ đổ xăng, đổ nhớt sẵn cho anh em để cho về anh em test nổ trước, nên là khi anh em nhận hàng anh em không cần bất kỳ phải đổ xăng, đổ thêm nhớt thêm gì cả. Anh em chỉ cần việc kéo le ra giúp gà chúng em này, kéo cái le này ra, công tác anh em gạt lên cho em. Đấy, công tác nó có nấc, gạt xuống là tắt nhá, gạt lên là mở. Anh em giật cho em tầm khoảng 3 đến 4 cái. Cho máy nó nổ cái e một phát như thế là được anh em nhé. Rồi anh em đẩy cái le vào. Rồi em ra tiếp. Đó, em thấy không? Rất dễ dàng giật nổ thôi. Còn khi mà nó đã hoạt động như thế rồi anh em nhé, anh em nghỉ 5-10 phút thì anh em không cần phải đóng nghe hay là gì cả. Anh em chỉ cần bật công tác lên và anh em giật cho em là nó sẽ nổ thôi anh em nhé. Còn cái phần đóng nghe này là khi sáng sớm ngày ra thì anh em mới phải đóng thôi. Sáng sớm hoặc là hết xăng, ở bình cũ anh em đổ xăng mới vào thì anh em phải đóng nghe, kéo e ra rồi giật cho em tầm khoảng 3-4 cái cho nó lên xăng lại. Rồi đẩy e vào rồi giật thêm cái nữa nó sẽ nổ thôi anh em nhé. Rồi, còn nếu mà anh em nào mà kinh tế mà khá giả đây anh em, đầu tiên là lên sóng cho anh em một con Echo 302. Con này thì chuyên về sử dụng gia đình rồi anh em.
cắt củi linh tinh đấy ạ. Thì con này là sử dụng gia đình là quá là ok luôn anh em nhé. Hàng nồi đồng cối đá cho anh em luôn. Giá 1.750.000. Con này thì lam xích này. Đó, theo máy là một cây lam Latin luôn anh em nha, chứ không phải là lam bánh xe như những con máy cưa khác đâu anh em. Đó, và xích của nó là sử dụng xích mini anh em nhá. Xích này thì bán cũng cực kỳ thông dụng nên là anh em không phải lo. Xích thì bán thì rất là nhiều. Đấy, dòng này thì nó khá là ưa chuộng và đến nữa phụ tùng thay thế nó cũng rất là dễ dàng. Con này được tích hợp hai ốc chân lam luôn nha, hai ốc chân lam này. Đấy, máy móc cam kết nguyên zin và tình trạng con này thì quá là đẹp rồi. Tín hiệu Echo Kyoris. Phần nắp to này, nắp bên trên này là đổ xăng pha nhớt, và những nắp bên dưới này là đổ nhớt để bối trơn lam xích. Con này thì cho anh em về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Công suất của con này là 30cc anh em nhá. Lam của nó là đây anh tí em lấy cái thước em đo cho anh em luôn để cho anh em đặt hàng nó có thể yên tâm nhất. Đó, lam của nó đây. Lam phần mặt cắt là còn 30 cm anh em nhé, 30 cm phần mặt cắt, còn tổng thể độ dài cây lam là 35 cm. Đó, anh em thấy ok. Con này thì nó thiên về cho anh em sử dụng gia đình là chủ yếu, nhỏ nhẹ cầm đi làm vườn làm rẫy, hoặc là anh em về cắt củ đồ linh tinh cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng 20 đến 25 cm đổ lại anh em nhé. Công tác thì ở đây đây, công tác gạt xuống là tát đây, stop này, có mũi tên đẩy xuống này là tát nhá, gạt lên là mở le của nó đây. Đó, kéo le ra. Sạch xăng này, còn mỗi tí xăng ở bên dưới rồi không đổ được nữa. Cái này thì đổ xăng đầy vào là nổ ok anh em nhé. Đó, con này giá 1.750.000. Nếu mà anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ cho cả chúng nha, đảm bảo cho em là con B2. Đó, qua con B3 này anh em, ai thương hiệu B3 này, con này là hệ cơ tay cụt. Đó, con này thương hiệu tay cụt Tanaka anh em nhé. Công suất của nó là cũng là 33cc. Và lam này của nó thì khá là dài đấy anh em. Lam của nó là mặt cắt là được 35 phân luôn anh em nhỉ. Đây 30 phân đây, 35 phân đây. Đấy, lam là tổng thể cây lam là dài 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Con này là nó hệ cưa tay cụt để giúp cho anh em là cần một chiếc máy cưa cực kỳ nhỏ gọn. Đấy, anh em bác nào hay leo trèo trên cao hoặc là muốn một chiếc máy cưa nhỏ gọn để về sử dụng gia đình thì con này khá đáp ứng, quá là đẹp rồi anh em nha. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, 1.850.000. Đấy, anh em nhìn thấy không? Thì toàn thành cam, máy móc cam kết nguyên zin cho anh em từ A đến Z. Xích của này là sử dụng xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện anh em nhá. Lam xích là thương hiệu Oregon của này, thương hiệu Oregon này là quá nổi tiếng rồi. Xích là xích 91 này anh em nhìn thấy không? Đó. Đây, anh em nhìn con này xem đánh giá cửa hàng chúng em xem nó còn bao nhiêu phần trăm. Con này thì về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Đấy, hệ cơ tay cụt rất là nhỏ nhẹ, anh em có thể cầm được một tay sử dụng được luôn. Đó, giá chỉ 1.850.000. Núm bơm xăng phụ đầy đủ, máy móc cam kết nguyên zin cho anh em, và dòng này phụ tùng thay thế rất là dễ dàng anh em nhé. Thương hiệu này thì nó cực kỳ nổi tiếng rồi và rất là nhiều người ưa chuộng tại Việt Nam mình sử dụng. Đây, Made in Japan này, hàng của Nhật lúc bãi anh em nhé. Rồi, qua một con siêu cấp VIP Pro đây anh em, thương hiệu Hitachi. Đây, tem mác hầu như là con chuột chỉ luôn anh em nhé. CS30E này, đấy thương hiệu nhà máy Hitachi. Đó, con này nhìn lam xích của nó anh em nhìn không? Còn chữ nguyên luôn anh em nha. Con này quá VIP luôn, quá đẹp. Anh em hiểu không? Đẹp 99% luôn anh em nha.
Xích của nó là sử dụng xích mini, xích này mua bán thì cực kỳ dễ dàng rồi, anh em hoàn toàn yên tâm. Làm xích là nguyên zin của nó luôn anh em nhà. Lam là 40 cm, phần mặt cắt là còn 35 cm. Con này thì về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Đấy. Sợi xích khá dày dặn luôn anh em nha. Giá 1.950.000 đấy. Những cái con máy này đẹp như thế này, thường thường ở những cửa hàng khác người ta bán giá cực kỳ cao anh em nha. Nhưng mà cửa hàng chúng em thì lên sóng cho anh em, nếu mà anh em mà ưng thì có thể đặt luôn, và giá thì em cam kết cho anh em với tình trạng con máy mà đẹp VIP như thế này thì không có những cái cửa hàng khác bán giá rẻ hơn như thế này đâu ạ. Đây, anh em nhìn phần ốc này, anh nhìn phần ốc không? Đây, ốc này, ốc còn vàng 7 màu luôn anh em nha. Đây, hai ốc chân lam này. Cực kỳ chưa hề có chầy xước hay là gì của anh em nhá. Tem mác hầu như còn chuẩn chỉ nguyên này. Đấy, nhìn phần bô này, bô còn trắng bóc luôn anh em nha. Em nhìn không? Quá là VIP luôn. Con này tình trạng anh em đánh giá giúp cả chúng em bao nhiêu phần trăm, để lại dưới phần bình luận giúp em nhé. Con này là con B4 và con này thì có nhu cầu cắt đường kính gỗ khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Chúng em là chuyên đi sưu tầm những con máy đẹp để về lên sóng, chứ cửa hàng chúng em thì không bao giờ lấy những cái con máy mà hàng tạp nham anh em nha. Con nên là lên sóng cho anh em những con nào cực kỳ VIP con đấy. Rồi qua con B5 là một con máy cưa Echocorit 3300. Đấy, CS 3300 anh em nha. Con này giá 2.150.000. Con này thì được lên cho anh em luôn một cây lam Latin hàng xịn thép chất lượng rồi anh em nhá. Cây lam này hiện tại cửa hàng chúng em đang bán với giá là 500.000 một cây. Đấy, nhưng mà ghép vào cho anh em bán giá vẫn thế. Con này thì lam của nó là 40 cm, phần mặt cắt là còn 35 cm anh em nha. Công suất của con này này là, không biết anh em nhìn có rõ không? Đây, con này là 33.4cc anh em nhá. Đấy, gần như là 34cc luôn rồi. Thương hiệu này là quá VIP rồi anh em nha. Có lưu bước sang phụ đầy đủ này anh em. 2.150.000 đấy, lên cho anh em một cây lam thép hàng xịn rồi. Con này là hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 anh em nhá. Đấy, cho anh em nhìn không, nước sơn quá đã luôn anh em, tem mác hầu như là còn zin nguyên bản cho anh em từ A tới Z luôn đó. Gang tì nó hơi thấp rồi anh em. Cái này em cho gang tì nó hơi thấp, hiện tại bây giờ thì nó không có cái tô vít nhỏ ở đây. Thì khi anh em nhận được, khi anh em đặt con này thì em sẽ chỉnh gang tì nó to lên tí thì nó sẽ giữ ở gang tì anh em nhá. Đó. Máy móc nói chung là em cứ dọn ngon lành cho anh em, về anh em chỉ việc đổ xăng là xài thôi. Anh em không cần phải mất thêm bất kỳ chi phí gì để sửa chữa hay là phát sinh gì nữa cả. Con này thì về chỉ việc đổ xăng là xài nhá. Còn tình trạng máy thì anh em nhìn con này là quá đẹp rồi, thì xem nó có như thế nào đúng không anh em. Đó. Qua con B6 này anh em. B6 là một con máy cưa đến hiệu Tananka. Con này là giá 2.150.000 anh em nhá. Công suất con này là 33cc và được đặc biệt tích hợp cho anh em là cái trục giật trợ lực, có núm bướm sang phụ đầy đủ này. Xích sử dụng là xích chung 91. Con này thì về cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Lam của con này là 40 cm, phần mặt cắt là còn 35. Phần mặt cắt là 35 cm nha, và có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam luôn. 2.150.000 cho con này. Đấy, thương hiệu Tananka này anh em. Đó. Máy móc cũng quá là VIP luôn anh em nhá. Nhìn này, phần ốc này anh em nhìn này. Ốc còn vàng 7 màu luôn anh em nha. Con này thì quá là ok rồi nhá. Trục giật trợ lực luôn. Rồi, con này thì khi anh em nhận được hàng, anh em bơm xăng lên giúp cả hàng chúng em. Có coi núm bơm hàng này, anh em cứ nhiệt tình anh em bấm nha. Bấm khoảng 6-70 lần gì đấy. Rồi anh em kéo cái le ra giúp cả hàng chúng em nha. Công tác thì gạt tràn lên. Đó. Đó, cho nó nổ cái e như phát là được. Đẩy AV, giật thêm cái nữa.
2.150.000 anh em nhé. Con này là con B6, con này rất là nhỏ gọn và được tích hợp trục giật trợ lực nữa. Con này thì phụ nữ xài cũng được luôn anh em nha. Con này thì về cho anh em về sử dụng gia đình là chủ yếu. Gia đình nhỏ gọn, hệ cơ tay dài giúp cho anh em về cắt tỉa phần rào hoặc là về sử dụng xài gia đình là chủ yếu anh em nhé. Cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng 20 đến 25 cm đổ lại. Rồi, qua đây là qua những cái hàng mà cao cấp này anh em. Hàng cao cấp đây nha. Con này thì những cái giá thành thì nó cao hơn để cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp hoặc là sử dụng rất là nhiều các đủ các thành phần luôn. Rất là nhiều loại anh em nhé. Con đầu tiên là con B7 là một con máy cơ đến hiệu Makita MEA333, máy móc này đẹp. VIP Pro luôn anh em nha. Con này thì đẹp 99,99% luôn anh em. Anh em nhìn không? 2.300.000 thôi. Đúng không, sao phụ đầy đủ anh em. Những cái con đẹp như thế này thì ở chỗ khác em cam đoan cho anh em là bán không bao giờ dưới 2.500.000 cho anh em luôn. Đó, thương hiệu Makita này, làm xích còn chữ nguyên nhá, chữ Makita luôn. Xích con này là nó sử dụng xích chung 91. Đấy, xích này thì không phải là han đâu ạ, mà cái này là em để em, tại vì khi mà em nhận được hàng ấy thì em phải vệ sinh lại cái máy, vệ sinh bằng nước ấy, nên là nó bị nó ố vàng một tí vậy thôi. Chứ xích thì còn ngon nguyên bản nhá anh em nha. Xích con này này nó sử dụng xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện luôn. Con này là hệ có thắng xích này. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ này, máy móc này. Anh em nhìn không? Phần bô của nó này anh em. Đó. Ốc này, ốc 7 màu luôn anh em nha. Con này là lam 40 cm, phần mặt cắt là còn 30 cm 35 cm. Đó. Em thấy không? 2.300.000 cho con B7. Có tích hợp trục giật trợ lực đầy đủ cho anh em luôn. Công tác ở đây. Đó. Đấy, giật rất là nhẹ nhàng nha, giấy cái đổ luôn. Đó, con này thì về sử dụng gia đình. Cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng 20 đến 25 cm đổ lại. Em thấy không, giật rất là nhẹ nổ này. Đây nhìn dây giật này anh em. Đó, dây giật quá VIP Pro luôn anh em nha. Thì về cho anh em sử dụng cắt khúc gỗ đường kính khoảng 20 đến 25 cm đổ lại. Công suất là 33cc. Con này thì nó là hệ cơ tay dài cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp luôn anh em nhá. Con này thì cực kỳ bền, nồi đồng cối đá luôn, linh kiện thay thế sửa chữa dễ dàng. Và rất là nhiều các khách hàng là ưa chuộng với cái dòng này. Dòng này thì em bán cực kỳ chạy luôn anh em nhá. Các bác rất thích dòng này luôn. Em không hiểu tại sao nữa, nhưng mà các bác về xài trải nghiệm mà các bác nào phản hồi cũng đều tốt. Đó. Vâng, và qua con B8 này là một con máy cơ đến hiệu Echo Curit 3501. Đấy, dòng này là 2.950.000. Tại sao mà nó có giá đấy? Là bởi vì được tích hợp cho anh em là cây lam Latin luôn. Đấy, đầu lam Latin luôn anh em nhá. Xích con này là sử dụng xích mini, xích dù. Xích này thì bán trên thị trường thì cực kỳ nhiều anh em, không phải là tăn. Và đặc biệt này là được tích hợp cho anh em cái trục giật trợ lực luôn. Đấy, trục giật trợ lực luôn anh em nhá. Và công suất của con này nó là bao nhiêu đây? 35cc. 35cc anh em nha. Con này hai ốc chân lam này. Thấy không anh em, thấy không? Thắng xích à. Thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên anh em nha. Đấy, anh em không phải lăn tan. 2.950.000 cho con này. Con này thì về sử dụng gia đình chuyên nghiệp rồi. Con này thì về sử dụng gia đình chuyên nghiệp nhá. Hoặc là các bác nào mà làm thuê làm mướn ấy, cần một chiếc máy cưa mà đi xài cả ngày thì nên lựa chọn mấy con như thế này anh em nhá. Thì nó sẽ giúp cho anh em là độ bền nó cao hơn và anh em sử dụng thì nó được thời gian nó được lâu hơn. Đấy. Khi anh em nhận được hàng anh em kéo le ra giúp cả hai chúng em. Anh em giật cho em tầm khoảng mấy cái cho nó nổ cái e phát là được. Đấy, cho nó nổ cái e phát như thế nha. Rồi anh em đóng e lại, anh em bóp ga lên lấy chân đẹp với ga. Đó, em thấy không? Giật rất là nhẹ nhàng nhé.
con này nó được tích hợp chụp giật trợ lực nên là anh em sử dụng rất là nhẹ nhàng. Đường kính xe bít tông của con này nó là 38mm và công suất của con này là 35cc và lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm anh em nhá. Con này thì về sử dụng chuyên nghiệp luôn. Con này thì về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35cm đổ lại. Đấy. Còn nếu mà anh em mà con này thì vẫn thấy nó nhỏ nhỏ, chưa đủ tiêu chí của anh em thì nay lên một con V3007 cũng đến từ thương hiệu Echo Kyrit luôn. Con này là 3005 thì con này nó là 3007. Công suất của con này thì nó nhỉnh hơn con này là 2cc. Con này là 35cc, con này là 37cc anh em nhá. Đó, con này có xả áp cho anh em luôn. Lam của nó này vẫn là lam Latin luôn anh em nhá. Đấy, hai con đều là lam Latin luôn. Anh em nhìn phần đầu Latin này. Có chất lượng không anh em? Đấy, xích của nó là sử dụng xích mini luôn anh em nhá, nên là anh em không cần phải lát tăn. Xích này thì bán trên thị trường thì cực kỳ nhiều rồi. Con này thì công suất lớn hơn mà giá thành thì chênh nhau chỉ có 50 ngàn thôi. Anh em lựa con B8 này nó là 2.950.000, con này thì nó là 3 triệu anh em nhá. Đó, hai ốc chân lam và trực tiếp bằng khóa 13 này anh nhá. Con này thì thương hiệu cũng là Echo Kyrit V3007. Đó, con này thì công suất cho anh em nó nhỉnh hơn một tí xíu thì nó nói chung là cắt thì nó cũng được khoảng 30 gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35cm đục lại anh em nhá. Nói chung là cắt to hơn thì cũng được thì con này thì, nhưng mà nếu mà cắt to hơn thì anh em vui lòng cắt cho em làm 2 đến 3 lần. Chứ mà bỏ một phát một mà đứt ngay thì không đứt được đâu ạ. Đấy, lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Rồi, giờ test nổ cho anh em nghe nha. Khi anh em nhận được hàng, anh em kéo le ra giúp cả chúng em. Anh em gạt công tác lên, anh em giật cho em tầm khoảng mấy cái để cho nó nổ cái e phát. Đấy, cho nó nổ cái e phát như thế. Rồi, anh em đóng e vào. Anh em lấy chân đèo vào cái ga. Sử dụng hai con này thì nó để cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp, hoặc là anh em nào mà cần một chiếc máy cưa mà cần đi kiếm cơm cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35cm đổ lại là ok ấy. Thì hai con này thì đáp ứng quá là ok nha. Lam là lam Latin luôn nên là anh em không cần phải lo. Lam thì cực kỳ bền nữa rồi. Rồi qua con B10 là một con máy cưa đến thương hiệu nhà Estin MS180. Đấy, con này là hàng quá VIP rồi anh nha. Đây, con này giá 2.900.000 anh em nhá. Con này thì đường kính chất bít tông nó là 38mm và công suất con này em hình như nó là 33cc hay là 32cc đấy ạ. Nói chung là về cái cc thì đôi khi có những cái máy mà em biết, mà có những cái máy thì em không rõ nữa. Nhưng mà đường kính chất bít tông nó là 38mm anh em nhá. Đó, hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 và lam con này nó là 40cm, phần mặt cắt nó là còn 35cm. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ nguyên. Và thương hiệu này thì nó quá là nổi tiếng rồi, và đặc trưng con này thì để cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp anh em nhá. Nói chung là cần một chiếc máy cưa mà đi làm thuê làm mướn hoặc là đi xài cả ngày đấy ạ. Đấy, cắt củ linh tinh nhá, cắt rất là nhiều thì con này là tích thì nó đáp ứng được nhu cầu cho anh em, bởi vì nó nồi đồng cùi đá sử dụng con này thì quá là ok rồi nha. Đấy, chỉ 2.900.000 thôi. B10. Và qua một con máy cưa Estin 020 đây anh em. Đó, con này là nó dòng Estin 020 á. Con này thì công suất của nó thì nó lớn rồi, để sử dụng gia đình chuyên nghiệp hoặc là đi khai thác tầm trung luôn anh em. Đấy, con này là dòng Estin 020 anh em nhá. Con này thì đường kính xe bít tông là 40mm và công suất của con này là 36cc, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ nguyên này. Làm thì khá là dài rồi anh em. Làm nó là 40cm, phần mặt cắt là còn 35 nhá. Làm xích nguyên zin của nó luôn, chuẩn nhà Estin này. Xích sử dụng xích trùng 91. Hay cho anh em nhìn tổng thể cái máy này. Đó, 3.500.000 cho con này. Quá đẹp đúng không anh em? Đây cho anh em nhìn phần mặt tiền này, nước sơn hầu như là chưa bong chóc hay là chưa gì luôn anh em nhá. Đó. Cho anh em nhìn phần bên trong. Bùa lọc gió này. Riêng về phần máy ở cửa hàng chúng em, anh em đặt hàng ấy, thì em cam kết cho anh em là hoàn toàn yên tâm, nguyên zin nguyên bản cho anh em. Và phụ tùng thì bên em sẽ cung cấp đầy đủ cho anh em, nếu mà đến nữa hỏng hóc mà muốn sửa chữa thì em sẽ cung cấp cho hoàn toàn đầy đủ cho anh em nha.
Đó, khi em nhận được hàng thì anh em đóng cái le xuống bên dưới một tí để cho nó giật, nó đổ cái e phát như thế. Rồi đẩy e lên. Rồi anh em. Vòng tua của nó thì vòng tua mở nên là nổ cực kỳ thoang nhá. Con này cắt thì cực kỳ sướng luôn. Rồi cuối cùng trong video ngày hôm nay đây là một con B12. Con này nó là thương hiệu Husqvarna 135 anh em nha. Con này thì nó tương đương với phân khúc như kiểu là Estin 021 và Estin 023 đây anh em. Nhưng mà Estin 021, Estin 023 giờ nó phải 4 triệu, hơn 4 triệu cơ. Đấy, nhưng mà con này thì cả chúng em thì chỉ 3 triệu 500 ngàn thôi. Đó, công suất của con này là 40,9cc, là cưa như là 41cc rồi anh em nhé. Đây, cho anh em nhau, có núm bơm xăng phụ đầy đủ chất lượng cho anh em này. Đó, khi nhận được hàng thì anh em bơm cho em mấy cái lên xăng như thế này. Từng hiệu Husqvarna, thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ này. Và con này đặc biệt thì em đã lên cho anh em luôn một sợi xích mới để cho anh em về sử dụng rồi. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm anh em nha. Đấy, làm xích nguyên zin của nó luôn. Xích, à quên, xích thì lên xích mới, còn lam là nguyên zin của nó. Đấy, anh em nhìn không? Úp lam là bằng hợp kim nhôm luôn nha, chứ không phải là bằng nhựa như những mấy con mà hu nhỏ anh em nhá. Con này là hợp kim nhôm luôn này, cực kỳ bền và chắc chắn cho anh em luôn. Đây, cho anh em nhìn phần mặt tiền của nó đây. Đó, anh em nhau phần bô biết này, máy móc chuẩn zin rất là đẹp cho anh em luôn nha. Rồi ra test nổ, kéo le ra, bơm xăng lên, kéo le, kéo ra, đẩy lên, đó. Rồi ra cho nó nổ phát, bóp ga lên. Thì thầm mùa thu luôn anh em nha. Hệ nhún treo là so luôn anh em nha. Đặc trưng của thương hiệu Husqvarna rồi. Con này thì đã được thiết kế giống như kiểu là Husqvarna 353 và Husqvarna 65 ấy ạ. Đó, thiết kế là rất là ná giống nhau. Nên là phụ tùng của nó thì con này là hệ đề cao, nên là sửa chữa thì nó cũng rất là dễ dàng. Nên là anh em hoàn toàn yên tâm anh em nha. Anh em đặt con này. Đó, đây sản xuất của nó đời cực kỳ cao, đời 2013 mà. 2013 này, made in Husqvarna Sweden này. Đấy, con này thì có lẽ là ở trên ngoài Bắc thì thương hiệu này thì quá là nổi tiếng rồi. Vâng, và vừa rồi thì em sẽ giới thiệu cho anh em là 12 con máy cưa xích. Nếu mà anh em có nhu cầu đặt con nào thì liên hệ trực tiếp với cửa hàng chúng em, số điện thoại để dưới màn hình rồi anh em nha. Vâng, xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em ở video tiếp theo.